số bơm nhân thể này, nhân bơm thể bơm tác rồi có 80 nè, 80 là 60 khối giờ, bơm nhân thể 100 là 100 khối giờ, bơm thể 150 là 20 khối giờ con. Cái bơm tác thì động cơ kéo nó rất là nhẹ, bơm 100 động cơ chừng 12 ngựa là xài được, bơm 150 khoảng 13 ngựa là xài được, bơm 80 khoảng 9 ngựa là xài được con. Máy này bơm tác nó lưu lượng nước nó nhiều mà máy nó nhẹ. Đây bổ sung bơm nhân thể. Đây bơm nhân thể tác này trung bình dòng tua nó chỉ có 2000 cái 1600 bà con nên dễ, rất là dễ xài máy. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Nó số bơm nhân thể. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Còn đây là bơm thể nén á, gồm có nhân thể 168 dành cho máy xăng, bơm nhân thể 1, nhân thể 2, nhân thể 3, nhân thể 4, nhân thể 5, nhân thể 6, nhân thể 8 là bơm nén. Bơm nén này cần động cơ phải lớn nha bà con, số vòng quay phải giữ 3600 vòng. Nhân thể 10 luôn đây. Đây là 3400 vòng trên phút. Nó hút sâu đẩy xa khoảng 25m bình thường rồi con, đẩy khoảng 3-4 cây số là bình thường. Nhưng mà lưu lượng nước ít lại rồi con. Lưu lượng nước là khoảng bơm thể nén này đó. Nhân thể 10 nén là khoảng 52 khối giờ. Thể nén thì lượng lưu lượng ít ít. Nhân thể 5 lưu lượng nước nén là khoảng 15 khối giờ. Là mấy cái nén là lưu lượng nước ít. Nó mới đẩy xa được con. Đó là số bơm nhân thể. Đây đọc lưu lượng nước nén đằng sau nha. Nhân thể 10 đó là 52 khối giờ. Nhân thể 4 á là nhân thể 5 là 16 khối giờ. Nhân thể 4 á là 12 khối giờ. Nhân thể 3 là 10 khối giờ. Nhân thể 3 là có 10 khối giờ nha bà con. Ghê không? Nước lưu lượng nén nhưng mà nước ít. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây nhân thể 168 dành cho máy xăng. Máy xăng thì gồm có cốt và nó có khác, đó là cốt của máy là 20-19 mà con mua phù hợp nha. Rồi chào bà con nha.